Gia đình mùa dịch chỉ 10 phút mỗi ngày. Hai mọi người, dạo này ở nhà giãn cách không biết mọi người thường làm gì nhỉ? Đối với mình thì đây thật sự là khoảng thời gian lý tưởng để chăm sóc da xinh. Ở nhà work from home nhìn da vẫn phải đẹp như các nào. Và bây giờ hãy cùng skincare với mình nhé. Bước đầu tiên không thể thiếu đó chính là bước làm sạch. Mặc dù ở nhà nên mình vẫn thường xuyên đưa kem chống nắng nhưng không thể bỏ qua bước tẩy trang này. Tiếp theo là rửa mặt. Mình sử dụng máy rửa mặt Maske Max 999 để làm sạch da mặt, nhất là những vùng nhiều dầu như mũi, trán. Từ khi tậu em này về là không muốn rửa mặt bằng tay luôn, mụn đầu đen cũng giảm đi đáng kể. Đầu lông của em này được làm bằng silicone kháng khuẩn cực kỳ mềm mịn, có 5 mức độ phù hợp cả với những làn da nhạy cảm nhất. Chế độ ấm nóng 45 độ C tăng gấp 3 lần khả năng làm sạch. Đằng sau máy thì sẽ có kính hở vân này, mình có thể kết hợp massage nâng cơ luôn. Máy chống nước hoàn toàn, rất bền và dễ vệ sinh. Đặc biệt máy này khá là an toàn này vì có đế sạc rời tiện lợi. Tiếp theo sẽ đến các bước dưỡng. Một trong những món không thể thiếu khi skincare đó chính là em máy đầy tinh chất ion nóng lạnh Maske này. Đây phải gọi là cứu tinh cho làn da dầu mùa hè của mình đấy. Bước 1, deep clean làm sạch sâu với toner. Đó, nếu là thấy làn da vẫn còn cặn bẩn cơ mà. Bước 2, đẩy sâu tinh chất. Max 88 Pro sử dụng công nghệ ion galvanic, nhiệt nóng cộng sóng rung sẽ đẩy sâu tinh chất hiệu quả gấp 2,75 lần. Bước 3, dưỡng ẩm. Điện tâm EMS tích hợp trong máy sẽ giúp da nâng cơ, trẻ hóa, thon gọn mặt, tinh chất thẩm thấu nhanh chóng sau tận hạ bì da chỉ với 3 phút. Bước 4, cũng là bước mình mê nhất. 2 phút làm lạnh âm 10 độ C giúp xé khít lỗ trên lông hoàn hảo. Hãy dành thời gian nuôi bản thân ngay tại nhà với bộ đồ chăm da toàn diện, máy rửa mặt và máy để tinh chất nóng lạnh Maske. Sale 20% kèm voucher 320.000 trợ giá mùa dịch, chỉ còn 2.450.000 đồng. Free ship toàn quốc, mua ngay tại Maske Home.